bọc răng sứ veneer tại nha khoa Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Phương pháp thẩm mỹ răng sứ này được thực hiện một cách hiện đại, không cần mài răng. Công nghệ mặt dán sứ veneer tại nha khoa JW không chỉ khắc phục được tình trạng răng ê buốt mà còn tạo hình, giúp gương mặt thêm rạng rỡ với hàm răng trắng sáng. Với việc khắc phục những nhược điểm của các phương pháp bọc răng sứ truyền thống, kể cả quá trình thực hiện, tính thẩm mỹ, độ bền đẹp, linh hoạt, mức độ mài răng, bọc răng sứ veneer đang là xu hướng thẩm mỹ răng được rất nhiều người yêu thích. Hãy cùng khám phá những lợi ích nổi bật của thẩm mỹ răng sứ veneer tại nha khoa JW. Thứ nhất, phục hình răng đẹp như thật. Mặt dán sứ veneer 3D được chế tạo từ khối sứ nguyên chất trên công nghệ CAD, CAM 3D, có màu trắng, độ trong, bóng và độ gọn tự nhiên tương tự nhà răng. Đây là ưu điểm tuyệt vời của mặt dán sứ veneer 3D mà chưa có loại răng sứ nào hiện nay có thể vượt qua được, mang đến hàm răng đẹp, sống động, tự nhiên hơn cả răng thật. Thứ hai, giải quyết hiệu quả răng xấu. Với thiết kế đặc biệt, mặt dán sứ veneer 3D rất thích hợp với răng cửa, có thể khắc phục một cách hiệu quả những khiếm khuyết của răng xấu như răng ố vàng, xỉn màu, nhiễm kháng sinh, màu men răng, sứt mẻ, lệch, vẹo, các răng không đều nhau về chiều dài, bề ngang hoặc bản thân mỗi răng lại không cân đối. Thứ ba, không mài răng. Không chỉ chiếm trọn sự tin yêu của đông đảo khách hàng bởi hiệu quả, tính thẩm mỹ, mà mặt dán sứ veneer tại JW còn được đánh giá cao về việc không mài răng hoặc hạn chế mài răng tối đa. Tùy theo tình trạng thưa hay khít mà khi lắp mặt dán sứ veneer tại JW, bạn sẽ được chỉ định không cần mài răng hoặc mài một phần men răng ở mặt trước của răng và tỷ lệ mài rất ít, khoảng 1/3 so với làm răng thông thường, giúp bảo tồn răng thật tối đa, không cần phải lấy tủy, răng không bị ê buốt khó chịu. Thứ tư, độ bền cao. Mặt dán sứ veneer 3D có tuổi thọ cao hơn các loại răng sứ khác, trung bình từ 10 đến 15 năm và khi phục hình bởi đội ngũ bác sĩ giỏi, chăm sóc đúng cách thì có thể duy trì lâu hơn. Cùng với đó, chất liệu kết dính đặc biệt, không dễ bị hóa lỏng trên mặt dán sứ veneer 3D, bám chắc khá tốt trên thân răng, đảm bảo sau khi phục hình răng không bị kênh hở, không dễ bị bong hay bật khi nhai rắn, chảy răng. Thứ năm, thoải mái ăn nhai. Do mặt dán sứ veneer 3D khá mỏng, khoảng 0,5 đến 0,6mm, vì vậy, trong quá trình ăn nhai, bạn hoàn toàn không cảm thấy vướng víu, cộm cấn hay khó chịu. Ngoài ra, bởi được chế tạo từ các khối sứ nguyên chất lithium disilicate hay zirconium, nó có thể chịu được áp lực nhai cắn của răng cửa lớn, giúp người dùng thoải mái thưởng thức những món ăn yêu thích. Răng của mình rất là tự nhiên, và nếu như một người nào đó mới gặp bảo anh mà không biết là bảo anh có răng khểnh thì chắc chắn không ai biết là bảo anh đã làm răng sứ hết. Bởi vì nó rất là đẹp về màu sắc này, về hình dáng, về cái khuôn răng, so với lại cái phần cả cái phần khuôn răng của mình nữa, nó rất là phù hợp. Và lúc làm thì cũng không có cảm giác là đau đớn, rất là nhẹ nhàng, rất là dễ chịu. Bảo anh rất là cảm ơn bác sĩ rất là chuyên nghiệp và rất là giỏi của Bệnh viện Thẩm mỹ JW. Nha khoa, Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc với đội ngũ bác sĩ răng hàm mặt giỏi chuyên môn, trợ thủ nha chuyên nghiệp, trang thiết bị máy móc hiện đại sẽ là địa điểm thẩm mỹ răng sứ không mài veneer uy tín, chất lượng và khác biệt. Gọi ngay hotline 0968692222 hoặc click vào đường link mô tả video để biết thêm thông tin chi tiết và nhận ngay ưu đãi hấp dẫn từ chúng tôi.